À, trời ơi, đi chợ thì đầu dù rắc rối mà còn cần chụp hình. Ấy giùm ấy cái này. Hai cái à bác? Hai cái lột rút xuống. Luôn ra đâu nhỉ? Đó, đợi tí, lấy cho anh đi. Đó mà cô ta chờ hôm nay bác liệu là ờ, vui quá vui. Trời bà này. Quay phim nào. Quay phim gì bà mà quay lại bà Huy nhé, cho Huy đẹp lên tí nhá. Trời, quay sáng còn 2-3 bộ phim luôn trời. Sáng giờ quay sao sáng. Quay ra thành 2-3 bộ phim luôn, bực ghê vậy đó. Sao vậy, lâu ngày quá. Biết nó quay sao mà nó đụng tay bố thành 2-3 bộ phim luôn. Ghê. Quay lại. Còn 2-3 bộ phim là bực ghê vậy. Đây. Anh quay phim nhanh, bất kỳ quay phim nhanh. Này lớn vậy. Lớn liu. Con này lớn vậy rồi. Trời thành 2-3 bộ phim luôn. Tức ghê vậy. Ờ chị. Sao mà chị để? Năm mình tối quá. Năm mình tối quá. Không có tiền. Hai trăm. Chị Quyên ơi. Chị dòng nhiều lại. À, bác Dũng phải không? Trời ơi, sao phim nó tối thui à, chán quá.